tiền bố ra đi câu người. Không biết ta không biết làm gì cứ lên bảo bán cho hai ngôi mồi thứ Thành thứ Bảy thứ Chín trộn lẫn vào nhau. Mùi giá cũng vào lẫn mà mùi thứ Thành thứ Bảy thứ Chín thứ Thành đánh chép trôi chấm cái thứ được hết mà. Không phải ba cái gì thứ Bảy thứ Chín ừ thứ Thành à thứ Bảy thứ Chín không trở nên mà đóng rồi đóng luôn. Ngày mưa gió nhá. Lại lên lại lên tiếp vào nữa này. Bác lại lên con này là con thứ tư. Trong đi ăn rồi. Ừ. Thế nhìn lắm. Không cần này được rồi. Không cần này là yên con mà. Quyền ăn quán hết quyền đâu 5 lít. Tôi bảo bác lại lên khuyên đi. Sáng này mình bảo con khuyên. Là con khuyên cơ đồng hiểu. Thế mày bảo ta cũng khuyên. Thế ở đâu? Đây này. Thế là con này thì khuyên này thì cháu như ui giời đẹp quá. Cắm bố là ngộp đồ. Xong nhiệm vụ nhá. Lên chưa? Lên rồi, lên đây rồi, lên đây rồi, lên đây rồi. Bác lại lên con trên này, con đi đâu đây? Đưa vô chạy lại nó đánh nó mấy không? Cái gì đó. Nó giật lên đều lên. Mình phát được rồi. Không phát được. Cần thủ nhá, cần thủ lên ngày mưa gió nhá. Nó phải hít lên ngã mình sau khác là đúng. Cần đông đông kiểu. Bắt đầu nó bị đưa nó nuôi được vào lên thất xong bắt đầu vào nó hết tỉnh nha, hết tỉnh. Đông đông kiểu ly phương nhá. Sốc ngay để nó tỉnh rồi lại lâu. Đấy, đúng rồi. Ngày mưa gió đấy. Không biết bác ấy chép hay là gì đây? Chép chép có con kiểu bao cá nha các bạn nhá. Ui khổ ấy. Ôi con này khủng này, ui giời. Con này vừa đấy đáng nhẽ là phải cắn vào cái cần kia kia mới đúng. Trời mưa. Còng bút đi. Mặc áo mưa. Cá phải cắn như bình thường. Các cần thủ ra sức đầy mình. Không trời đéo là đầy các cần thủ cả. Chép này thì ít nhất 1 ca cao thủ nhất của chú được bao nhiêu? Nếu mà đâu cá chép này, tiếng, đâu được mấy tháng nếu mà 4 tiếng ở đây, được 12 con. Đâu cá chép này chắc được 1 tiếng 4 tiếng 4 tiếng 1 ca được bao nhiêu 12 con? 12 con. Bây giờ mới được câu cá chép. Chép, có còn chấm nào? Cá chép không. Chứ còn chứ câu cá chép lâu rồi. Thế là cũng đánh nhau gì nữa. Chính như nhiều hôm lục đánh tì thế mà đánh tông không bao giờ chưa bao giờ câu. Còn chính là ông hay đánh tì bên. Đấy, nó đánh như thế thì chúng nó đánh lâu thì mình không câu. Chỉ mới câu chép được mấy thằng. Chính gì đấy? Chính mới câu chép. Hồ đây ra bắt đầu rồi. Chính thì bao giờ là ông rước được một tí nhưng mà cũng có hôm em nhìn thấy ông chính phải có loại bao về ông đổ đầy một sân nó là có chứ còn cơm thì không biết. Đấy là ông ấy đâu đấy là ông câu tì thôi. Nói chung là đi câu này thì cũng có hôm được nhiều thế. Không phải không. Nó đánh rồi, nó đánh lâu mà đánh có gì hết năm. Cháu đánh họ 1 tiếng 6 con. Không là hôm cao nhất bác chính được bao nhiêu con? Mà nếu bà đang câu mình kêu mày con đang ký được 7 chép 3 đen. 7 chép 300 đen. 300 đen thì 3 đen đi bảo giả tiền không bắt. Không là hôm nay sẽ đánh giả toàn. Toàn cháu đứng ấy. Ừ. Toàn bánh tốt nhá. Toàn kể chuyện ta bảo nói thật. Bác chính hôm cao thủ nhất được bao nhiêu? 1 ca được bao nhiêu con? Cháu đi sâu. Chúng cô phải 4 cân. Vẫn bị con không nhớ.
vừa ra mà không nhớ. Thì hôm em ở đấy chỉnh câu hôm nay một ca của cả hôm nay được 18 con. Nhưng mà bố con to, mà con bé mà ông tính là phải hơn chung cân. Toàn chép à? Có con cháu nào? Nói về đi câu sang tới cá chép thì được mỗi loại nào phát được nhiều cân nhất. Là được 17 con là được 65 cân là nhiều nhất. 17 con. 17 con chép một ca. 4 tiếng. 4 tiếng. 17 chép. 17 con chép. Không bỏ một con nào. Ai đứt cứ chục mất một con. Đấy, là đứt chục một phát. Thế nào mới được mấy chục cân? 65 cân. 65 cân cá chép. Thằng Toàn đâu? Anh là hôm thứ hai đi cùng với Phụng là Phụng làm 4 con, tôi làm 2 con, có 2 con. Tôi không phải Thì trả bọn này. Được chứ. Đúng. Ừ. Con này thi chậm nhỉ? Yếu rồi. Nó bóng rồi, không chạy nữa. Lạc nhìn đi vào nó chạy. Nó nhìn đi vào đâu? Tiếp rồi đó, nó chạy mấy bộ vào trên hệ chám chưa? Cảm ơn em nha các bạn nha. Chép. Ui dồi, to đấy, còn là mấy cân. Ngày mưa gió, anh em kiếm con về, còn lấu dư rồi. Ừ.